Xin chào mọi người, mình là Quân. OKX lại vừa có cái chương trình cho min NFT miễn phí. Lần này nó kết hợp với Drip. Cái chương trình này chỉ diễn ra trong 3 ngày thôi. Và khi mình làm video này thì còn hơn một ngày nữa là kết thúc rồi. Nên các bạn có làm thì làm ngay nhé. Cái số lượng NFT lần này là 100.000 và chỉ mới có 4.000 người tham gia thôi. Cái Drip này mình có tham gia min một số cái NFT trên cái trang web của nó, nhưng mà mình chưa thấy có cái giá trị gì cao cả. Nhưng đây là miễn phí nên các bạn cứ min về ví đi nhé. Điều kiện là các bạn nắm giữ 0,1 son trong suốt sự kiện. Nhiệm vụ này thì rất là đơn giản thôi, toàn là like với retweet thôi. Link tham gia sự kiện thì mình sẽ để dưới phần mô tả này. Để đăng ký thì đầu tiên chúng ta kết nối ví này. Chúng ta có thể kết nối cho các ví khác nhé, nhưng mà đây làm trên OKX nên mình khuyên các bạn nên kết nối ví OKX. Nếu ví OKX của các bạn chưa có son thì các bạn có thể vào đây, các bạn chọn này, chọn mảng son này, sau đó copy cái ví này này rồi gửi son vào đây nhé. Chúng ta kết nối Twitter để làm các nhiệm vụ dưới này nhé. Theo dõi OKX Web 3 trên Twitter này. Xác minh. Theo dõi OKX Trung Quốc này. Theo dõi Drip này. Retweet lại này. Thích này. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì chúng ta ấn đăng ký nhé. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái chương trình Min NFT. Khi nào chương trình này trả thưởng mình sẽ thông báo trong Telegram Thợ Săn Aerob. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy video này bổ ích cho mình xin một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn.